các bạn trở lại với Khải Toàn. Để hóa giải tình duyên trắc trở chỉ có thể bằng con đường chân thiện. Bằng nhân quả chính là cách hóa giải từ bên trong. Không có thần Phật nào giúp ta trả những món nợ ta đã tạo tác trong thời quá khứ. Người biết mình kém duyên tình cảm không nên mong cầu về tình cảm. Mở lòng yêu thương với chúng sanh, tu pháp vô ý. Đó chính là cách hóa giải chân thiện, phước duyên sẽ đến. Vì sao đời này kém duyên? Vì sao rơi vào cảnh chia ly? Khải Toàn xin hướng dẫn cách tra mệnh kém duyên, hướng dẫn cách hóa giải chân thiện. Bạn nên biết, mong cầu tình duyên là hạt giống của phiền não. Cầu không được thì khổ, cầu được rồi không vun đắp, không hòa hợp cũng khổ đau. Dính mắc vào mong cầu, tức dính mắc vào kiểu tham. Tham ái, tham sắc là hạt giống của đau khổ. Rốt cuộc thì độc thân tốt hay kết hôn tốt? Xin thưa chư vị, độc thân mà an lạc vẫn hơn vạn lần kết hôn mà đau khổ. Vạn vật vốn dĩ chúng không nói với ta chúng tốt hay xấu, chính tâm ta tự vọng tưởng. Một anh chàng lái xe vội vã đã gặp nạn. Ngài nằm trên giường bệnh, anh ta dằn vặt vì sự vội vã gây nên tai nạn. Trong thời gian nằm bệnh viện, anh ta gặp và nảy sinh tình cảm với cô y tá. Thầm nghĩ lại, nhờ tai nạn ấy mình mới có cơ duyên gặp được cô ta. Thời gian sau họ nên duyên vợ chồng, hạ sinh một đứa con có khiếm khuyết. Trong lúc đau khổ, anh ta nghĩ lại, chính vì ngài xui xẻo ấy gặp tai nạn xưa kia dẫn đến gặp người vợ hiện nay, rồi sinh ra một đứa con không lành lặn cũng tại ngày xui xẻo ấy. Nhiều năm sau, đứa trẻ lớn lên, tuy khiếm khuyết về thân nhưng có những khả năng rất phi thường, khiến cho cha mẹ tự hào. Một lần nữa anh ta nghĩ lại, hóa ra tai nạn xưa kia là điều may. Các bạn thấy đấy, cuộc đời là nhân duyên, tốt xấu chính con người tự vọng tưởng. Duyên đời này là nhân đời trước. Có những người ta vừa gặp, tâm hồn sao động, mới vừa nhìn như có luồng điện chạy ngang người. Đó đích thị là người đã kết duyên từ vô lượng kiếp. Đời này gặp lại, nhận ra ngay. Cái cảm giác ấy không thể lột tả bằng lời. Vậy, ly hôn do đâu? Do định số hay nghiệp lực? Phong thủy gọi là định số, Phật pháp xem là nghiệp duyên. Không duyên không nợ không thể kết duyên vợ chồng. Trong mệnh lý bát tự tứ trụ có vài cách để xem mệnh kém duyên tình cảm. Mệnh có cô thần quả tú, mệnh có mật mã hoa cái, mệnh có mật mã hồng diễm, hoặc mệnh nữ có cung quan sát quá vượng. Cung này là kỵ thần. Thời vận trung niên gặp những mật mã trên, hoặc là tiểu vận gặp mật mã xung khắc với ngày sinh. Các bạn vào website Khải Toàn hoặc tra lịch liệt ghi lại 8 ô sinh thần bát tự của mình hay của người thân nào đó cần tra cứu. Đầu tiên, mật mã cô thần quả tú dựa vào con giáp năm sinh, các bạn tham khảo. Ví dụ Hợi, Tý hoặc Sửu trong tháng ngày giờ sinh của trong sinh thần bát tự gặp kiểu Dần là cô thần, gặp kiểu Tuất là quả tú. Tương tự các tuổi còn lại có khẩu quyết nam kỵ cô thần, nữ kỵ quả tú là một trong những mật mã biến động tình cảm. Ví dụ mệnh này, mệnh có sao quả tú, tuổi Tuất sinh tháng Mùi, vào đại vận 34 đến 42 tuổi, thành thêm vận Hợi. Hội đủ hai mật mã cô thần quả tú. Anh ta đến gặp Khải Toàn cách đây không lâu, tâm trạng phiền não sau ly hôn. Mật mã tiếp theo là mật mã hoa cái. Ví dụ tuổi Dần Ngọ Tuất, thấy xuất hiện chữ Tuất trong lá số trong tháng ngày giờ sinh là có sao hoa cái. Nữ có sao này tính cách khá mạnh mẽ. Có sao hoặc trong đại vận gặp chữ này, tính cách vô cùng mạnh mẽ, cứng cỏi, dễ cô đơn. Ví dụ cô này sinh 82, sinh năm Tuất, tháng Tuất, có sao hoa cái. Kế tiếp là mật mã hồng diễm dựa vào mệnh ngày sinh. Các bạn nhớ mật mã
ngày sinh của mình và nhìn vào đồ hình sao. Ví dụ, người sinh mệnh ngày thuộc kỷ trong tứ trụ có chữ thìn là có sao hồng diễm. Như trong ví dụ trên, mệnh có cô thần quả tú, có cả sao hồng diễm, có trên hai mật mã trắc trở tình cảm, phải tạo phước thật lớn mới có thể vun bồi. Nhưng tiếc thay, mệnh của anh chi ly vào giai đoạn 40 tuổi, thật khó để nhanh lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Kế tiếp, mệnh nữ có cung quan sát quá vượng, cung này là kỵ thần. Mật mã này dựa vào mệnh ngày sinh, sinh vào tháng hoặc lá số có quá nhiều ngũ hành khắc ngày sinh. Ví dụ, mệnh nữ sinh ngày nhâm hành thủy, mệnh sinh tháng tuất hành thổ, trụ tháng vượng thổ khắc thủy. Ngày sinh có thêm ngọ, tuất ngọ hợp hỏa, mệnh có thổ hỏa vượng khắc ngày sinh hành thủy. Là tượng cung sát ta, vượng khắc ta, tình cảm khó thuận duyên. Khải Toàn vừa chia sẻ vài cách tra mệnh kém duyên tình cảm. Vậy cách nào để hóa giải? Người mà kém duyên tình cảm trong cuộc sống trước đây, nếu mở lòng bố thí đủ lớn, sẽ gia tăng phước duyên, có thể xoay chuyển được về tình cảm. Ngược lại, vẫn sẽ trắc trở tình cảm, nếu không tái hôn, trắc trở sẽ rơi vào những hoàn cảnh sau. Kết hôn muộn. Kết hôn cùng người đã từng chia ly, sống cùng nhưng không chính thức làm lễ. Trong rất nhiều trường hợp ngoài đời, Khải Toàn chỉ may mắn gặp vài trường hợp mệnh tuy kém duyên tình cảm nhưng vẫn có gia đạo an ổn. Chính vì bản thân các vị ấy không mong cầu những tình cảm bên ngoài, trong quá khứ bố thí lòng tốt với chúng sinh. Vì vậy, xin chư vị thông đạt, phong thủy hay thần Phật không giúp được các vị trong việc này. Chỉ chính bản thân chư vị mới có thể hóa giải những mối duyên nghịch thành thuận duyên. Chỉ chính các vị mới có thể bồi phước qua bố thí và sự giác ngộ. Khi tâm thái an lạc, thì dù độc thân hay kết hôn, tâm thân vẫn tự tại. Khi tâm loạn tâm mê, thì độc thân buồn tuổi hay kết hôn nhưng sống trong phiền não. Nếu kết hôn hay ly hôn là định số, thì hạnh phúc từ hạt giống giác ngộ. Ngày ngày dành ít thời gian tĩnh tọa thiền định, dành ít thời gian tu dưỡng tâm tánh, trí tâm sám hối, buông xả vọng tưởng là bước đầu quảng kết thiện duyên, tiêu trừ nghiệp lực, để trí tâm làm ăn kiếm tiền thay vì đi kiếm muộn tiền. Hải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.